Rồi quay phỏng vấn rồi. Phỏng vấn ơi. Chào các bạn, sáng giờ là đi khảo sát mấy dự án của bên chùa Long Bủ với hội Chánh Kiến xây á. Ngã Bình Bông à. Ngã Bình Bông hả? Gió vậy cũng ngã nữa hả? À. Gió quá nó ngã à, để nằm rồi tắt.